Hỏi, tại sao chúng ta không quảng cáo trên đài truyền hình, tuyên truyền kêu gọi nhiều người đến chùa thêm một chút? Hòa thượng, có xạ hương thì tự nhiên thơm, cần chi gió lớn sông tỏa lan. Vì vậy tu hành là phải chân thật, thiệt thà và chú trọng vào đức hạnh. Nếu quý vị không chân thật thực hành thì dù có tuyên truyền đi nữa thì cũng thành ra vô dụng. Hoằng pháp lợi sanh là phải giảng kinh thuyết pháp chứ không phải là để quảng cáo. Hòa thượng nói qua điện thoại, hôm nay tôi muốn che mặt bằng khăn the đen đến Vạn Phật Thành. Đệ tử, tại sao sư phụ muốn đeo khăn the đi vậy? Hòa thượng, tôi không những chỉ có khăn đen mà còn có khăn vàng, khăn đỏ nữa. Tôi cực khổ trong mấy chục năm, đổ mồ hôi và tâm huyết mới tạo dựng nên gia phong nề nếp. Vậy mà nay lại bị bọn họ thổi tan đi trong vài phút. Tôi đâu có còn mặt mũi nào để nhìn thấy họ nữa chớ. Có một hôm ở chùa Kim Sơn, trong lúc có người đang thỉnh pháp, thì có một vị sa di đi tới đi lui. Sau khi thỉnh pháp xong, hòa thượng, chú đi đâu vậy? Sa di, dạ đi nghe điện thoại. Hòa thượng, có chuyện gì mà quan trọng hơn so với việc thỉnh pháp hả? Khi thỉnh pháp thì ta cần phải hết sức cung kính, thành tâm, thành ý, cầu thỉnh mười phương chư Phật quang lâm. Chú đối với pháp không có một chút tơ hào cung kính, vậy chú làm sao mà tu đạo đây hả? Chú quỳ xuống đó đi, quỳ trước cả đại chúng. Tiếp theo đó, hòa thượng lên lớp, ngài giảng thủy kính hồi thiên lục luôn hơn cả 2 tiếng rưỡi mà vẫn không bảo chú xe di đó đứng lên.